Xin chào toàn thể anh chị ạ, và chào mừng anh chị đã quay trở lại với video tiếp theo của Tử Vô Trung Kiên. Và trong video ngày hôm nay đây thì em xin giới thiệu đến đại gia đình mình một tác phẩm, một siêu phẩm gia đình gà, hàng được làm đục cực kỳ là kỹ anh chị nhá. Và trước khi đi sâu vào tác phẩm thì anh chị hãy cùng em gái tìm hiểu sâu hơn về dòng chất liệu là gỗ hương. Và hiện tại trên thị trường dòng gỗ hương rất là khan hiếm anh chị nhá. Gỗ hương thì có 4 loại là hương đỏ, hương đá, lu hương và gỗ hương ta gia lai ạ. Và hiện tại là những cái dòng này đang được rất là nhiều gia đình Việt ưa chuộng để có thể là sử dụng làm đồ nội thất anh chị nhá. Và để anh chị không phải chờ đợi lâu nữa thì anh chị hãy cùng em gái đi sâu hơn nữa vào tác phẩm được không ạ? Và tác phẩm này có kích thước rất là to, với tổng chiều cao là 1m25, ngang là 71 và sâu là 30 anh chị nhá. Giá giao lưu với đại gia đình mình là 21 triệu đồng và em gái bao gồm phí vận chuyển. Và anh chị có thể là cân đối cho em gái, một phôi gỗ to như thế này thì phải mất rất là nhiều năm thì mới có thể là tìm kiếm. Đồng thời thì nhà em cũng phải tuyển chọn những cái bác nghệ nhân có tay nghề và có tâm nhiệt huyết với nghề nhất để có thể là chế tác ra một tác phẩm hàng đục cực kỳ là kỹ, sắc nét từng chi tiết một đấy chị nhá. Và đầu tiên thì anh chị có thể là ngắm cho em gái thần thái của chú gà trống cũng như là người bố, người trụ cột của gia đình đúng không ạ? Và để có thể là luôn trong cái tư thế sẵn sàng bảo vệ những người vợ và người con. Và tượng gia đình gà thì biểu tượng cho một gia đình hạnh phúc, một gia đình ấm lo đông đủ con cháu cũng như là tình cảm vợ chồng son sắc thủy chung mà chị nhá. Thế chị có thể ngắm cho em cái diện là thần thái cũng như là của chú gà trống này. Vợ làm được rất là sắc nét luôn ạ, từ những phần mào hay là từ những phần mỏ thôi, chi tiết nhỏ nhất thôi cũng được đục kênh đục lỗi và đục cực kỳ là sắc nét cho em gái. Anh chị có thể là đưa máy quay vào sâu để anh chị có thể là thưởng lãm cho em gái được nào. Và ánh mắt của chú gà trống anh chị nhá, rất là hung dữ và cực kỳ là có hồn. Anh chị có thể là so sánh cho em gái với những cái hàng bình dân hay là hàng chợ anh chị nhá, từ những cái chi tiết nhỏ nhất thôi hay là từ những cái ánh mắt có thể là thấy là không bao giờ làm được sắc nét như này ạ. Và phủ trên người chú gà trống anh chị nhá là một bộ lông rất là óng ả, một màu vàng cực kỳ là bắt mắt để có thể là tô điểm trong không gian phòng khách, làm không gian phòng khách của đại gia đình mình thêm sang trọng và lịch sự hơn cho em gái được không ạ? Từ những phần lông anh chị nhá, được châm tỉa từng chi tiết nhỏ nhất một, hay là từ những cái phần dưới chân của chú gà trống này ạ, được làm tựa rất là dài và rất là già đanh rồi. Và một chú gà trống là một người trụ cột của gia đình, luôn là sẵn sàng che chở để có thể là vun vén cho tổ ấm, tạo lên một xây dựng một tổ ấm ấm no hạnh phúc anh chị nhá. Đằng sau sự thành công của người đàn ông thì không thể nào thiếu bóng dáng của người phụ nữ. Thì bên dưới đây người nghệ nhân bên em có chế tác thêm là một chú gà mái chị nhóc, cũng như là một người vợ, một người hậu phương vững chắc cho đại gia đình mình, luôn hy sinh, luôn vất vả, luôn tần tảo để có thể là vun đắp gia đình, giữ lửa cho gia đình hạnh phúc anh chị nhóc. Thì anh chị có thể ngắm cho em gái từ những cái chi tiết nhỏ nhất thôi này, anh chị có thể ngắm cho em gái cũng được trau chuốt cực kỳ là tỉ mỉ, và chạm khắc thì cực kỳ là kỳ công cho em gái được không ạ? Chỉ với 21 triệu đồng thì chị đã sở hữu ngay một siêu phẩm hàng đục cực kỳ là kỹ cho em gái được không nào? Và bên cạnh đây anh chị nhá, có chế tác cho em gái là 5 chú gà con ạ. Vợ một gia đình đầy đủ con cháu, một gia đình ấm lo hạnh phúc sum vầy, thì đó là những cái ước nguyện lớn nhất của những người người dân cũng như là mọi người đúng không anh chị có thể là ngắm cho em gái được không ạ? Và xung quanh tác phẩm anh chị nhá, để cân đối để hài hòa hơn thì người nghệ nhân bên em có chế tác cho em gái là từng chúc cúc mai, 4 mùa xuân hạ thu đông, hạnh phúc ấm lo anh chị nhá, cũng như là biểu tượng cho một gia đình hạnh phúc ấm lo từ năm này qua năm khác, và hạnh phúc chung thủy đến đầu bạc răng long cho em gái đổ mạng. Từ những cái cành cây, cành trúc này hay là từ những cái tán lá hoa mai thôi ạ, cũng được làm rất là sắc nét. Và anh chị có thể ngắm cho em gái này, được làm rất là sạch sâu và đục kênh đục lỗi, những cái nét đục vô cùng là tinh túy để có thể là gửi đến không gian đại gia đình mình anh chị nhá. Thì anh chị có thể là cân đối cho em gái đúng không ạ? Hay là từ những cái khóm hoa cúc anh chị có thể ngắm cho em gái này, đục hoàn toàn thủ công bằng tay anh chị nhá, đục hoàn toàn thủ công bằng tay cho em gái đúng không ạ? Và hàng là hàng liền lên đến 98-99%, thì dựa trên một phôi gỗ to này thì anh chị có thể là cân đối cho em gái được không nào? Và một bức tượng vừa mang phong thủy cũng như là vừa làm vật phẩm trưng chơi, rất là phù hợp để chị có thể là làm quà tặng, quà biếu hay là gửi tới không gian đại gia đình mình thì rất là hợp lý cho em gái được không ạ? Với tổng chiều cao là 1m25, ngang là 71 và sâu cho em gái là 30, thì em giao lưu
với đại gia đình mình là 21 triệu đồng và em gái bao gồm phí vận chuyển. Anh chị nào đã ưng ý rồi, muốn sở hữu tác phẩm này rồi thì có thể là để lại cho em gái xin tín hiệu ở bên dưới video, hoặc có thể là alo trực tiếp cho em gái qua đầu số là 0822 338 345 và 0944 812 986. Và anh chị nào ở gần cơ sở bên em ạ, nằm trên quốc lộ 38, làng nghề mộc nổi tiếng Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giang, Hải Dương thì có thể là qua trực tiếp cơ sở bên em để ngắm tận mắt, sờ tận tay những siêu phẩm mới nhất bên em ạ. Và em cũng xin tạm dừng video tại đây ạ. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo anh chị nhé.